ta cũng sẽ có những giải pháp để hạn chế những tình huống ném biên không khác gì những quả tạt vào trong. Những đội bạn đã có bàn thắng với một tình huống ném biên như vậy, và người ghi bàn là số 4, Chris Nanda. Bàn thắng đến ở phút thứ 10 của trận đấu và chúng ta thấy được U22 Indonesia với những phương án của mình đã cho thấy hiệu quả. Hàng phòng ngự của U22 Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ cho tình huống vừa rồi. Những người đánh đầu là một trung vệ. Cũng giống như trận gặp U22 Thái Lan, chúng ta đã để cho đối thủ dẫn trước từ khá sớm. Nhưng thời gian vẫn còn rất nhiều. Ở Indonesia với một chất lượng đội hình cao, họ cũng đang đánh giá ứng cử viên nặng ký cho trận. Sananta. Đó là cú dứt điểm từ xa của Dewanga. Đó là những nhắc nhở của ban huấn luyện U22 Indonesia. Là Văn Tùng mình bị khoe. Văn Tùng, bàn thắng thứ 5 của Văn Tùng tại SEA Games năm nay. Và đúng là chúng ta cần quên những tiếc nuối trước đó để tập trung vào những tình huống tiếp theo. Bàn thắng thứ 5 của Văn Tùng ở SEA Games, pha dứt điểm thứ 3 trong trận đấu này. Trước đó là hai tình huống dứt điểm bằng chân không thành công, nhưng vừa rồi là một pha dứt điểm quá khó. Đức Phú là đấm bóng của con ăn chuẩn rất nguy hiểm. Như vậy là có bàn thắng thứ 2 cho các đội Indonesia, vẫn xuất phát từ một pha ném biên rất mạnh của Pramata Ahan. Và vẫn khoảng thời gian 10 phút đầu tiên của hiệp đấu, một tình huống lập bập và bóng đi qua quan ban chuẩn của chúng ta không có được một sự quan sát tốt. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Tình huống phá bóng ra của quan văn chuẩn, nhưng rõ ràng là những Đức Phú. Quả đá phạt cho U22 Việt Nam. Và thẻ vàng sẽ được trọng tài rút ra. Như vậy là thẻ đỏ. Thẻ đỏ, thẻ vàng thứ hai của Pramata Ahan. Đây có thể sẽ là một bước ngoặt của trận đấu, chúng ta hy vọng là như vậy. Một tấm thẻ vàng hoàn toàn chính xác. Và khi mà Pramata Ahan cũng đã phải, vẫn là Văn Trường, bên ngoài là Ngọc Thắng. Bóng trôi qua một dương chuyền. Và đã có một bàn thắng vào. Đinh Xuân Tiến là người ghi bàn. Và Đinh Xuân Tiến cũng là cái tên từng ghi bàn vào lưới U22 Indonesia vào năm ngoái, năm nay anh tiếp tục lập công. U22 Indonesia đã vượt lên với một sự thay đổi người trong hiệp 2 và chúng ta ở khoảng thời gian bù giờ rất đáng tiếc dành cho U22 Việt Nam. Chúng ta vẫn còn 3 phút và chúng ta cần phải trở lại trong 3 phút này. Đây sẽ là quãng thời gian khó khăn nhất. Trận đấu bán kết của môn bóng đá nam giữa U22 Indonesia và U22 Việt Nam đã kết thúc. Rất đáng tiếc cho U22 Việt Nam, chúng ta đã hai lần gỡ hòa sau những bàn thắng dẫn trước của đối thủ.